Hôm nay tôi fuck up về học môn ngữ ký hiệu phần 2. Kế hoạch mới. Vụ việc bim bim ướt ở phần trước tôi đã nhắc đến là một trong rất nhiều lý do khiến tôi bỏ kế hoạch chờ đến sinh nhật để tạo bất ngờ. Từ đó khiến tôi không muốn thông báo sớm hơn cho họ rằng tôi đủ hiểu ngôn ngữ ký tự để bám theo các cuộc trò chuyện đơn giản. Cập nhật, thay vì thông báo cho họ rằng tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu thì tôi đã quyết định nhờ ông ấy dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian rảnh. Cách đó, không ai sẽ phải biết chuyện này ngoài hàng ngàn người lạ trên mạng. Đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để mẹ tôi và ông ấy giữ ý hơn khi giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, tránh những trường hợp kỳ quặc cho tất cả. Buổi học đầu tiên của tôi và ông ấy là 2 ngày trước. Ông ấy là một thầy giáo ngôn ngữ khá giỏi khi mà không bị mẹ tôi gạ gẫm đó. Ông ấy thậm chí còn hứa sẽ dạy tôi các từ chữ thề. Đến cuối buổi học, tôi hỏi ông ấy về các ký hiệu mà mẹ tôi đã giao tiếp với ông ấy. Để khiến ông ấy tin rằng tôi mới học, tôi đã giả vờ khó khăn tạo ký tự từ bim bim ướt cho ông ấy. Thật khó để giữ vẻ mặt ngây ngô, vì thấy mặt ông ấy dần kinh hãi khi hiểu ra tôi đang cố nói gì. Ông ấy nhanh chóng gàn việc tôi làm ký hiệu đó, nói rằng ông ấy có một nội quy là không được nhảy cấp độ. Không may là bim bim của mẹ tôi nằm ở trình độ nâng cao nên sẽ không được giải thích. Nói về mẹ tôi mới nhớ, gần đây bà đã tế nhị hơn khi giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu vì biết rằng con trai bà ấy hứng thú với việc học nó. Tuy nhiên, sáng nay tôi đã thấy bà khen mông ông ấy đẹp. Hơi lạ vì bà ấy biết tôi muốn học nên lại có nhu cầu muốn dạy tôi. Và dựa trên những gì tôi thấy sáng nay, có vẻ bà ấy thấy việc dạy tôi những từ như mông đẹp là hài hước. Đây vẫn là một sự vờ lờ, nhưng không tệ như trước, tôi hy vọng thế. Bố hãy tiếp tục cập nhật nhé. Tôi muốn biết chuyện này đi đến đâu. Đến một nơi không thể nói lên lời nếu ông hỏi tôi. Mặc dù có những từ tế nhị, nhưng chuyện này thực sự rất tuyệt vời, hãy cập nhật nhé. Mọi chuyện thế này lại khá ổn, tôi chắc là ông ấy sẽ rất cảm kích nếu có bất ngờ đó tại tiệc sinh nhật. Ông ấy rất tận hưởng thời gian dành riêng cho bọn tôi, cả hai đều rất vui. Thú vui gì ở người khác mà ngay lập tức sẽ là dấu hiệu không hợp. Đăng mọi thứ, tất cả mọi thứ lên mạng xã hội. Biết một gã ở chỗ làm cũng y như vậy, phiền lắm luôn. Tôi đã hủy kết bạn khi lướt tới ảnh tự sướng trong nhà vệ sinh với caption là đang ý. Bạn cùng phòng cũ của tôi thích lái xe vào những ngày trời mưa chỉ để té nước những người đi bộ. Việc đấy khá là cờ đỏ với tôi. Đáng buồn nhỉ, thú vui của tôi khi sở hữu chiếc xe bán tải đó là lái xe lanh quanh trong trời bão để kéo xe mọi người ra khỏi chỗ kẹt. Độc ác thực sự ấy. Ừ, đúng là ác độc. Tôi nhớ một lần đi xe buýt muộn vào tối thứ bảy sau khi làm việc xong. Lúc đó tôi đã mua một rổ kẹo và đồ chơi cho các con vì ngày hôm sau là lễ phục sinh. Ngay trước khi xe buýt tới, có kẻ đã cố tình đi vào vũng nước và bắn hết nước lên người tôi, mọi thứ đã bị phá hỏng. Một số người trên hành tinh nhặt rác khi họ thấy nó bị vứt lung tung, kể cả khi không có ai ở đó để chứng kiến. Những người còn lại chính là đống rác cần được nhặt lên. Chơi trọi chó hoặc đá gà, làm các video giải cứu động vật giả, bạo hành động vật, xúc phạm và làm tổn thương những người vô gia cư để làm nội dung. Bố có biết cái tên chơi kham mà bỏ kem đánh răng vào bánh Oreo rồi đưa nó cho người vô gia cư không? Ừ, điên rồ vờ lờ. Có một bài đăng về chủ thớt tức giận với mẹ của ông ấy vì thú vui của bà ấy là tìm những người ngẫu nhiên trên mạng, điều tra tất cả mọi thứ về họ và rồi nhắn tin thông báo cho họ về việc đó. Tên tôi là Betty, bạn không biết tôi đâu. Tôi là một người lạ trên mạng, tôi biết bạn làm việc tại nhà hàng Pizza Big Mai 5 ngày một tuần. Bạn có một chú chó tên là Muffin, bạn đã đón sinh nhật thứ 19 tuần trước. Bạn chưa có người yêu, bạn thích phim con heo. Đừng lo, tôi sẽ không làm hại bạn đâu. Tôi chỉ muốn bạn biết, bạn sống trên phố Maple. Mọi thứ bắt đầu khi một bộ phim khiến cô ấy tự search Google về bản thân. Cô ấy đã bị ấn tượng bởi những thông tin cô ấy tìm thấy và cũng hơi e ngại nữa. Cô ấy kể về bạn bè và gia đình ngay khi có cơ hội. Mọi người cần biết bao nhiêu thông tin về họ đang được công khai trên mạng, bất cứ ai cũng có thể thấy. Vài ngày sau, cô ấy nghĩ rằng có khi mình nên kiểm tra thông tin em gái để đảm bảo rằng con bé đang không bị lộ quá nhiều thông tin trên mạng. Cô ấy tiếp tục đi sâu vào Google trong màn đêm. Em gái đã bị bất ngờ với số lượng thông tin mà cô ấy tìm thấy. Đó chính là lúc cô ấy quyết định sẽ tìm thông tin về tất cả những người mà cô ấy yêu thương để bảo vệ họ. Ai biết tên biến thái nào sẽ muốn những thông tin này chứ? Từ đó, mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng. Cô ấy search Google về tất cả những người cô ấy yêu thương và nói với họ rằng việc đó mất một tuần rưỡi. Cô ấy khó ngủ vào đêm sau, cơn nghiện đã kéo tới. Tiếp tới, cô ấy tìm thông tin về tất cả những người mà cô ấy biết. Cô ấy cảm thấy quyền lực hơn với mỗi người mới cô ấy điều tra được. Cô ấy bắt đầu nhìn thấy các hình mẫu và có thể đoán được một số thói quen, sở thích của người mới dựa trên những đặc điểm ban đầu cô ấy nhận biết được. Cô ấy bắt đầu thử nghiệm bằng cách đặt giả thuyết về các người trên đường. Ông giao hàng Amazon kia trông như có hai người con và một chú chó cỡ vừa. Người phụ nữ đang mua dưa chuột có thể thường chạy xe vào chủ nhật. Cô ấy ngày càng giỏi hơn. Cô ấy sớm điều tra tất cả mọi người trong thị trấn. Cô ấy biết ai đã tới đám cưới của người phục vụ và ai là người đã quá say để nhớ ra nghi lễ kết hôn. Cô ấy đã cố cảnh báo chú của mình về những thông tin ông ấy để lộ. Ông ấy chỉ quát vào mặt cô ấy, một số người không biết ơn. Đó là lúc cô ấy bắt đầu điều tra về những người cô ấy thấy ngẫu nhiên trên mạng. Bao giờ thì bộ phim ra rạp thế?
Email của tôi bị hack vài năm trước. Tôi nhận được thông báo rằng số điện thoại liên kết đã được đổi. Tôi nhanh chóng ghi lại số được đổi để tìm nó trên Facebook. Cuối cùng, tôi thức cả đêm để tìm tất cả những thông tin có thể về người này, chụp ảnh và bằng để gửi cho mẹ của người này vào ngày hôm sau. Một tiếng sau, khi tôi nhận được cuộc gọi từ người mẹ, đó là đứa trẻ đã hack email. Thằng nhóc khóc trên điện thoại và xin lỗi. Tôi thích nghĩ rằng tôi đã tác động lên cuộc sống của thằng bé. Giờ đây thì đứa bé ấy đã là một bác sĩ. Khi tôi nói chuyện với cậu ấy về lúc hack email của tôi, cậu ấy đang làm gì với cuộc sống? Lúc đó cậu ấy 17 tuổi, cậu ấy muốn trở thành bác sĩ. Đó là lý do tôi đã không làm gì với những bằng chứng và thông tin tôi có. Tôi có tài khoản Facebook, tên gia đình, địa chỉ, tài khoản YouTube, tài khoản Steam và tài khoản liên minh huyền thoại của cậu ấy. Tôi rất hứng thú với Hitler. Không, tôi yêu ông ấy, không chỉ trang phục của ông ấy đâu. Tôi thấy một bài đăng ở đây hôm qua về một gã dùng tim và tinh hoàn thật của chuột để làm mô hình người trong suốt. Nhận nuôi quá nhiều con hoặc thú cưng, đặc biệt là khi không thể chi trả cho chúng. Bố có thú vui gì không? Tôi sưu tập trẻ em. Đánh bạc? Nhân viên sòng bạc đâu, gần như không bao giờ là thú vui. Một người bạn của tôi, anh ấy rất thành công trong ngành y tế. Anh ấy tự nhiên bắt đầu chơi poker vài năm về trước. Ngay khi thức dậy, anh ấy bắt đầu đánh bạc qua các ứng dụng trên điện thoại. Anh ấy chơi mỗi tối, không cần biết đang ở với bạn hay là người lạ. Anh ấy bắt đầu với mức cược thấp và dần dần đã tăng lên mức cược lớn. Anh ấy từng hứng thú đến âm nhạc, hội họa và chơi game. Anh ấy thường tụ tập với anh em trước khi dính líu tới cờ bạc. Anh ấy phải chuyển về ở với bố mẹ và ngừng mua sạc cân, trong khi đó là thói quen 24/7 của anh ấy từ năm anh ấy 12 tuổi. Không chắc nó có dính líu gì tới việc anh ấy nghiện poker không? Anh ấy cũng không nói với chúng tôi tại sao anh ấy lại từ bỏ nhiều như vậy gần đây. Tất cả những gì anh ấy nói là khi nào anh sẽ tới sòng bài. Từ việc sống ở Vegas, tôi đã nhìn thấy hình mẫu của những người chơi thua. Họ sẽ đi chơi những trò chơi cần ít kỹ năng hơn để gỡ tiền. Đang từ thua 200 đô, có thể thành thua 5.000 đô trong vài phút. Tôi từng làm tại khu máy chơi tại sòng bạc. Nó chính xác như những gì mà bố mô tả trong câu cuối. Những vị khách luôn đến mỗi ngày và than phiền về cùng một thứ, đó là họ đã mất bao nhiêu tiền trong vài ngày qua. Việc họ liên tục than phiền về thua tiền nhưng lại quay lại vào ngày hôm sau. Khá là cảnh cáo với tôi. Đáng tiếc là chúng tôi không được can thiệp và khuyên họ nghỉ chơi. Tệ hơn là chúng tôi hầu như không được nói chuyện với họ, vì sếp chúng tôi nói rằng như vậy là can thiệp vào việc ở lại của họ. Thật buồn khi mà một thứ được tạo ra để cho vui trở thành thu nhập chính hoặc khoản nợ của một ai đó. Bố nhìn thấy họ dần phai mờ đi cả tâm lý lẫn thể xác, mà bạn không thể làm gì vì công ty muốn tiền. Tôi khó chịu với những ai luôn thúc người khác biến đam mê thành cách kiếm tiền. Làm video về gia đình? Video gia đình hoàn toàn vi phạm quyền riêng tư của trẻ em. Dùng con cái để kiếm chú ý cho sự hiện diện online là không ổn. Có những phụ huynh cho con lên OnlyFans, Patreon, v.v. Tôi xem hai video hôm trước và trần sự thật rằng mọi người có thể mua những bức ảnh độc quyền của vài bé gái 8 đến 14 tuổi. Chúng được quảng cáo trên TikTok bởi những tài khoản của bố mẹ. Họ cho xem thuật toán và số lượng người xem. Những người mua có 75% là đàn ông, độ tuổi từ 23 đến 47, điên rồ và color. Ảnh được làm mờ ở tháng quảng cáo với mô tả sexy của những bé gái. Thứ kinh tởm. Sưu tầm ống chứa máu. Bạn tôi có một đống trên bàn bên cạnh điều hòa. Tôi hỏi để làm gì thì nó nhìn tôi với nụ cười kỳ quặc và nói rằng để cho công việc. Bất ngờ chưa thằng Lin? Hào nhoáng. Kiểu như cởi chân nhưng đeo kính râm ấy hả? Cắt bỏ đôi mắt trong ảnh những cô gái trên tạp chí. Con trai tôi rất thích làm vậy. Tranh cãi với người lạ trên mạng. Không phải kiểu bàn luận hay gì cả, chỉ là chế giễu người khác vì bạn chán thôi. Mẹ tôi làm vậy. Lên các trang Facebook hướng tới những người mà bà ấy không thích, nhắn cho họ một tin nhắn dài và tởm, rồi chặn họ trước khi họ có thể chửi lại. À ừ, mẹ tôi mệt mỏi vờ lờ. Nhưng khi chặn họ thì bà ấy cũng chặn luôn khả năng đọc được bản tuyên ngôn mà. Tôi rất muốn biết liệu bố có nói gì với bà ấy về chuyện này không. Mẹ tôi không phải là người cuồng tín hiền lành đâu. Bà ấy là một con quái vật đầy giận dữ. Bà ấy tìm khoái cảm trong việc trút bỏ cơn giận lên người khác, trong khi từ chối lắng nghe tất cả những ý kiến phản bác lại, như là tấn công một ai đó rồi tận hưởng khoái cảm khi họ bị thương mà không chống lại được. Tuổi thơ của tôi xoay quanh việc bị gào thét vì mọi vấn đề trong cuộc sống của bà ấy. Nếu tôi định nói gì hoặc định đứng lên bảo vệ quan điểm thì đó là tôi đang bố láo, mất dạy. Làm sao tôi dám cãi cơ chứ?